gì mà không thấy vậy trời, sao đụng vô tới đâu là xe nó không thấy tới đó vậy? Anh qua đường đường chiến tích sân Mỹ á. Con vô rồi nè, con vô cái gì đây? Vô. Ôi trời ơi, con bò nó bư. Cái
Đi hết xài mà sao cực vậy? Ê, ngoài cái trái bí đâu, nè? Cái này trái bí. Làm như em không biết trái bí vậy á. Dạ, cho nhiều người đọc bí đâu, nhìn nó có cái mặt. Trái sao gì trái bí bự bự như vậy? Mà nó bị tráng nghe. Bí tráng không ư? Không nghe chị. Nó giờ qua nó tráng. Ủa nó giờ qua nó tráng cái gì? Vậy là gì gì lấy giống phải không? Trời ơi, bí mà không ăn để cho giò à. Nè quay nó cầm vô đó. Nó giống đi. Giống đi giết nè. Tao mèo gì để leo lên mà. Ừ. Này giờ leo đã. Này ăn tẹ chỗ luôn nè. Ôi, chào fan của bà Trâm Vlog. Nó khùng vậy. Hết xoài, hết xoài, Hết xoài. Này, này, cái chùm này to nè. Anh ơi, ở Quận Nghĩa mà nó hái hái gì vậy? Hả? Thế chứ, ở Quận Nghĩa mà ông kêu hái hái. Cái lần danh như mình. Thế tới nào nó bự á. Nó xài non chấm mắm đường nó ngon. Dượng ơi, tụi con còn quét hết luôn nha Dượng. Tự nhiên. Đó, Dượng Nam trồng cho đỏ rồi mình về mình còn quét nè. Tí nữa mình về nó xin mấy con gò nha. Xin mấy con gò nữa kìa Dượng. Trời giờ sao hé nè, mấy ông lại quay hoài rồi. Anh he quay hé đi nè. Lựa mấy trái bự bự á, trời ơi cái này nguyên chùm luôn nè. Mà có cài khèo chứ cái này trèo cũng được đâu. Trái bự nè. Đây đây đây. Đây đây, đây tôi hết rồi. Đây, một tré. Đây tôi bóc cho, đây đây phải không? Đây cái sao, đừng có toàn quét hết của Dượng. Đây nè, có cái trái nó bự nè. Dượng thấy không? Đây. Nè, Dượng mà không cho ăn là để nó cũng hư rồi. Thấy Dượng thấy không? Dường không cho tụi con ăn là cũng hư hết. Này sao nó bị thế này. Đây 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 đây, cái chùm mấy nó nè to nè. Ủa, bất rồi. Ê, chạy quá. Ê, đây này, đây. Hai cái trái này nè, hai trái dọa nè. Đừng có hát, đừng hát. Nè, ở ngoài nè, ở ngoài nè. Thôi được rồi, Dường có cây phèo rồi Dường. Đặt đi để hứng. Nè, 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 cầm giùm đi giùm. Nãy không biết đem cái rổ theo đi. Mình hết giờ thôi chứ mình không ăn chua được. Ủa cái này là cái cây cầu gì chưa vào bà có chưa chưa vào không thèm chua vào em có chữa em không ăn xoài được. Ê đốp 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 từ 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 ha từ từ để em đốp hả đốp đốp nè đâu ta quá ủa sao nó nói sao ta rồi mũ dính mũ dính mũ từ từ để món hả từ để món lâu lâu theo đi xuống rớt chân chạy ngon không cô trời cái chân ông kêu tôi khỏi hứng cho đầu chứ bốn cá đâu đổi vô ăn mấy đồ đó là nó không nhiều đâu nhiều đó chiều chiều xuống ruộng nữa chiều xuống ruộng nướng gà nữa cái xin quá vậy đây chay chay nó ngon cái này bàm rau sống là ăn hết ý thao thiệt luôn cổ kiến bàm rau em bên đường với lại em bên trong ngon lắm đưa đưa rổ có mượn trăm bích trăm á đó cũng bích trăm luôn đó hầm bích hô thao hê ít tao nhiêu được rồi nhiều đủ rồi là không ăn nhiều cô rồi đó cái này nữa nè đây chay 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 em đem về ít thôi em có đem nhiều đâu bán xe cái này là tệ Dưỡng cho chứ thật ra là hồi nãy lẻn vô hết trộm thì nó ngon hơn nữa cái vàng hết trộm nó ăn ngon lắm cái vàng hết trộm nó ăn ngon 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 lắm cái này là Dưỡng cho thôi đi vô rau xin con gà gì là xin luôn đi kìa trái này mình có hết không mọi người mình có đang hết trái này không nhỉ không để cho nó lớn ngắt thôi đi nè đó của ổng đó ông vừa lắm thôi đi đi vô chẳng ăn chứ chỉ thích vậy thôi đó về quê là thích hé này hé kia ăn mà bí này nó dài như tự con luôn á giờ tự nhiên không có rẻ quá không có bớt mà không ăn không khó không ăn thì không biết đem qua cho mẹ con đi dạ không điện không vô ê không biết gửi vô Sài Gòn cho con nữa mướp nè mướp nè mấy đứa trời ơi mướp gì mà nó bự mướp nó dài nó dài luôn quay mấy con bò cả trời ơi mấy món này cũng không vui nè cái gì đó ra đây nè mấy chế ơi Dưỡng về ra đây cho Dưỡng đi Di vô lấy mấy cái bầu giòn giòn ra đây ngầu lót ra đây ngầu mấy cái bầu giòn giòn cái gì
Cao giả muối. Chay chay chay, nó ngon thâu á. Quay cái muối luôn nè. Mày cho gì có một trái ớt chạy sao ăn cỡ. Thấy là dọa mà nghĩ tới cái rổ xài mà nó chảy đứng miếng mà. Hồi nhỏ là chuyên gia chúa đi trộm xài luôn á. Không trộm cái gì chứ trộm xài thôi. Lót ra đây. Để bao ra đây. Rồi ngầu thấy không, nó thấy nó xài để nó thấy có không đứa nào ngầu. Đây là do hòn cốc ẩu mấy ghim. Rồi do hòn cốc ẩu mấy ghim nè. Ê quẹ lửa mấy chế ư. Nè. Điều nào gì ơi, ngồi dưới đất gì ơi. Qua vô trăng cái chén đi. Cái này mình làm chén mắm đường nữa hay. Có đường đắng á. Lấy mắm nè. Gì? Nói nghe nè. Tao có một chén mắm. Bỏ đường vô. Xong rét tiêu. Tiêu nữa. Cho ớt vô nữa. Lửa cho rồi cho hết luôn chứ. Qua vô cho cái chén muối á, cho nó có màu đỏ đỏ chứ. Lửa cho rồi cho hết luôn chứ. Mưng nó đủ xài dữ lên. Cái ông đó ông đứng cười. Tôi đi ra đây với tự nhiên ngầu thấy trời vậy. Đã mọi người, về quê là chỉ có giày thôi đó là vui nhất thôi. Chì dượng rồi dễ thương lắm. Đen. Đen rồi cái chét rồi mà thôi mà. Ý là mấy đứa đó nó chán nó sợ đen chứ con đen rồi. Đen nữa thì con cũng sợ. Lấy chút tiêu. Như trên nước mắm. Lấy trên nước mắm. Tiêu mắm ớt đường. Đi ớt cho chị Tâm đi con luôn. Dạ mẹ. Mọi người hãy đón xem trên kênh YouTube Hồ Cao Bóp Pixel được phát sóng hàng tuần vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày. Ông thèm chua. Ủa, không thèm mà vừa quay vừa nuốt nước miếng vậy ba. vừa quay vừa nuốt nước miếng. Cương mạc. Ôi trời. Vậy quá. Gầy cổ, gầy cổ anh Tùng. Quân. Ai gầy cổ nha. Không. Quân qua đây Quân. Chăm qua đây chăm. Trời. Chua không? Xoài chua không? Lại luôn. Ừ, luôn. Em thấy không? Không biết lại là nhỏ.
Nó mà xài này nó giòn nè, cái này bà bà mắm đường á. Ừ. Nó là dầm vô á. Bà cho em cho bên tròn ngon. Thôi qua nó ngon. Bà mới vô thì dễ sợ quá đâu. Cái gì mà dễ sợ, trời tôi cũng sợ thôi chứ mấy ba làm gì sợ. Sợ nói ba cái vô bé. Không nghe sợ cái tay em ba đi vô. Có một anh nó đang chơi BD. Anh nói xanh đó, anh đang chơi BD kìa. Anh BD hả? Lại chơi chung với em như vui nè. Nghe anh, anh đừng nghĩ chuyện mà bị nghe. Đâu đâu đâu, an an. Thấy ghê quá, nhớ em không? Có mấy tâm đồn thôi chứ. Là nhớ là biết em không thôi, chắc là yêu đương em. Chào bưng má ơi. Nè, chào bưng má ơi. Chua. 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 Chấm đường. Chấm mấy tâm đồn. Chấm kìa cô. Chấm mắm đường vậy quá. Không đúng đường đâu hơn. Ít đường. Đúng rồi, ít đường. Ăn muối à. Đây. Đây là muối hột. Đâu vậy? Rụng mình luôn á. Muối hột em. À vâng. Một hồi nữa mình có cái này vô xong cái lá chuối á. Cái kia là bà gì vậy? Bà gì? Dì bà phải lắp. Mới hơn nó chua. Ừ. Có cách nào nó ăn mà nó không chua người ta? Chua nè. Chua là em xử là anh nha. Người ta có giữ các con rồi đó, tha cho người ta nghe. Cái này là gì vậy? Anh có kinh nghiệm. Tiêu. Là máu anh nã mà anh nã mà vô mà anh nói nhiều á. Nãy ngồi sang nói nhiều á, anh chỉ lậu luôn á. Không mà. À. Không. Chạy thằng nào không chửi gì. Chú luôn hả? Trời dạ, thôi chú bé. Có hai đứa con rồi. Là chú hơn mà. Là anh luôn. Tất cả những điều. Trời tới tối về nha. Vâng. Thấy cái đường về rồi. Ê mà bé. Ủa chứ hồi nữa con xuống. Xô ế thằng tránh. Đúng rồi à mà. Về đường vắng mà về bình thường nó gì đó. Em bình thường. Về chua hả? Em tránh nó chua. Chua lắm mọi người ơi. Tâm biết ăn chua. Chậm cho em tâm chua với bò chua không xài luôn. Cái dạng của em vậy. Thơm thơm chị. Đâu có thế nào. Đó. Đang ăn xài mà mê thơm nào. Chất cúm. Chị chứng mà. Em mình thập lập mày cái ngu ngồi bữa nay mày chua vậy.